đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Chúa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa gì.
là phận con cái hiếu nghĩa với tổ tiên ông bà. Cầu nguyện cho các ngài, nâng đỡ cho các ngài, và nhất là giúp các ngài vui sống tuổi già khi các ngài còn diễm phúc sống ở bên cạnh mỗi người trong chúng ta. Và trong tâm tình kính nhớ tổ tiên ông bà trong ngày mùng 2 Tết hôm nay, theo truyền thống tốt đẹp xa xưa của giáo xứ Ba Làng, chúng ta tề tựu về ngôi, về đất thánh này, để chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta, để chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để qua thánh lễ chúng ta hiệp dâng giờ này, xin Chúa thương tha thứ cho ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân của chúng ta sớm được đoàn tụ với Chúa của mùa xuân vĩnh hằng trên quê hương nước trời. Hôm nay về hiệp thông thánh lễ trong ngày mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên, chúng ta thấy có các cha quê hương từ rất xa đã về đây. Các ngài đã gác lại công việc bộn bề của giáo xứ trong những ngày đầu xuân này để về với quý ông bà anh chị em, để cùng với quý ông bà anh chị em tỏ tình hiếu nghĩa với tổ tiên ông bà. Và bên cạnh các ngài còn có hai cha khách đến từ phương trời rất xa, một cha đến từ nước Mỹ và một cha đến từ nước Pháp. Và lát nữa sau thánh lễ, các ngài sẽ chúc Tết quý ông bà anh chị em. Và vì vậy, trước khi cử hành thánh lễ, quý ông bà anh chị em hãy chào quý cha quê hương và chào cha khách. Nơi tại tôi mời đời bà con Đức Chúa Cha, Chúa xa từ trần gian. Ta tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa trên trời là Chúa Cha toàn năng. Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu, thế người thương gốc nhỏ lành xung xuê ở trong nhà người. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Đi theo đường công chính sẽ lấy nhân đầy ơn Thiên Chúa thương ban. Xin khấn nguyện Thiên Chúa trao ban cho người chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hành, đó là lời Chúa. Thì sẽ mất đi cái ý nghĩa của ngày Tết và sợ rằng những kỷ niệm đâu. Đó là nơi Chúa. Đó là những cái đông tầm xuân của cái sự hy sinh, của cái sự thảo kính, của lòng biết ơn, của sự nhẫn nại, của sự bao dung, của sự tha thứ để chúng ta dâng lên cho Chúa, cho mẹ trong những ngày đầu xuân này. Và điều đó đẹp lòng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình, cho sự cố gắng của chúng ta để đời sống gia đình của chúng ta luôn được ấm êm hạnh phúc, dù có những khó khăn thử thách, nhưng chúng ta tin rằng Chúa và mẹ luôn đồng hành với mỗi người, mỗi gia đình chúng ta, vì các ngài luôn yêu thương chúng ta. Amen. Và để cứu khổ chúng ta, người đã từ trời, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa ban sự sống cho tổ tiên ông bà cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con sống luôn sống trọn vẹn niềm thao kính đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các đấng, các bậc, ông bà, cha mẹ, thân nhân ân nhân trong giáo xứ chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin Cha cho chúng con một ngày lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chị em rất thân mến, có lẽ hôm nay là một cái ngày họp mặt đông đủ
đông đủ nhất trong những ngày Tết. Nhưng mà người họp mặt thì nói theo ngôn ngữ của Đức Tổng, họp mặt thì lại họp mặt ở đất thánh. Nhưng mà dẫu sao cái ý nghĩa hôm nay thật là tuyệt vời. Và quý ông bà anh chị em biết rằng là ngày họp mặt hôm nay có không phải chỉ quý ông bà anh chị em mà thôi, mà còn có cả quý cha từ rất xa, nhất là quý cha quê hương như cha Hạt Vinh ở Mãi Hữu Lễ. Chiều hôm nay thì 4 giờ chiều thì Đức Cha Giáo Phận sẽ lên Hữu Lễ để dâng thánh lễ tại đất thánh, làm phép đất thánh. Ngài về đây là có mục đích, Ngài bảo đất thánh ba làng thiêng, cho nên Ngài về Ngài khấn. Tôi bảo là khấn cho nó tử tế, không chiều 3 giờ mưa. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài để rồi là chiều hôm nay trời nó vẫn quang mây tạnh. Quý ông bà anh chị em thấy thật là tuyệt vời. Và giờ đây thì mời quý ông bà anh chị em ngồi xuống để nghe quý cha chúc Tết quý cha quê hương. Xin mời quý cha quê hương. Có một năm mới luôn bình an ở trong Chúa. Bình an đó là chi vậy? Bình an đó là hạnh phúc. Bất an đó là bất hạnh. Tôi muốn chúc một cái ý này là cái gì? Năm mới là không ai trong giáo xứ của chúng ta không ai chết. Nhưng mà chúc như vậy thì nó có thực tế không nhỉ? Thôi thì sống là việc của ta, còn chết là của Chúa, đúng không? Thôi thì cũng chúc cho những ai mà được Chúa gọi về đấy thì cũng được ơn chết lành trong Chúa, đúng không? Thôi con xin phép ạ. Sau lễ thật là tuyệt vời, với cái sự nói đầy tính khôi hài của cha quê hương. Và giờ phút này thì hai cha bên Tây sẽ ngỏ lời với quý ông bà anh chị em. Và cha Trường, Ngài sẽ giúp quý ông bà anh chị em hiểu. Ngài cha Tây nói thì quý ông bà anh chị không hiểu, nhưng mà phải nhờ cha Trường. Xin mời cha Trường. Je vous remercie pour cette belle assemblée, pour ce beau témoignage de foi que vous nous donnez aujourd'hui. Je garde ça présent dans mon cœur et je prie pour vous. Và một lần nữa tôi hết lòng cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã cho tôi có cơ hội để hiện diện, để sống cái đời sống đức tin, và nhất là quý ông bà anh chị em đã cho Ngài thấy cái đời sống đức tin sống động cho Ngài, và Ngài một lần nữa hết lòng cảm ơn. Je veux pas vous formuler de vœux particuliers, mais je souhaite que chacun dans votre cœur, vous avez des rêves. Je souhaite que vos rêves se réalisent. Ngài không biết nói thế nào để có thể diễn tả cái lời chúc tốt đẹp trong những cái ngày năm mới này, và Ngài ước mong rằng tất cả những cái mong ước sâu thẳm trong con tim của mọi người sẽ được hiện thực trong cái năm mới này. Je prie pour chacun de vous pour que Dieu reste présent dans vos cœurs et qu'il vous guide sur vos chemins de vie. Và Ngài sẽ cầu nguyện cho từng người trong chúng ta để Thiên Chúa đồng hành hướng dẫn mỗi người chúng ta trong cái hành trình cuộc sống này. Chúc mừng năm mới. Thật là thú vị, phải không quý ông bà anh chị em? Rất là tuyệt vời, và chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một ngày tuyệt vời đó. Và giờ phút này mời quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau đứng lên để xin Chúa chúc phước lành cho chúng ta trong ngày mùng 2 Tết hôm nay. Được bền bỉ trong đức cây và cùng với lòng nhân ái thánh thiền, được yên vững đến cùng trong đức mến. Xin phước lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con xin đến trong đời, suốt đời con nhẹ khổ đau, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn luôn đem cái đau vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi không đẹp như giấc mơ. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn
đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngát tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành, trên đất Việt thanh bình.